Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà Đất Nevada, chuyên review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Hiện tại trước mặt anh chị là con đường Hậu Giang và mình quẹo vào cái con hẻm này gọi là hẻm 491 anh chị ha, để giới thiệu đến quý anh chị một căn nhà bán sổ hồng riêng chính chủ của chị Thủy qua số 0905 602033, không có trung gian, không có phí hoa hồng luôn, với mức giá bán chỉ nhỉnh hơn 1,5 tỷ thôi, và mua bán là sổ hồng riêng. Vị trí rất là trung tâm, gần đường Hậu Giang, và đây là những tiện ích khi mà anh chị đi vào nè. Bên trái mình là trường tiểu học Nguyễn Văn Luông, cụm chung cư Him Lam Chợ Lớn. Ở đây chung cư cũng khá là nhiều anh chị, và hiện tại anh chị có nhiều hướng để mình đi vào căn nhà bán hôm nay lắm nha. Bên phải mình là trường cấp 3 Nguyễn Tất Thành, thành ra nếu mà anh chị có con em trong độ tuổi đi học á thì mình có thể là mình mua căn nhà này để các em đi học và sau này có thể là tiếp tục sinh sống ở đây cũng được. Nhà nhỏ gọn, giá rẻ mà. Đó, bên trái mình nè, Him Lam Chợ Lớn. Rồi, ở đây thì nó gần chợ Minh Phụng, anh chị có thể đi về bệnh viện quận 6 cũng gần nữa. Anh chị đi tay phải này nè là nó thông ra bên Nguyễn Văn Luông anh chị ha. Ở đây siêu thị tiện lợi cũng rất là nhiều, hàng quán cà phê. Đó, vì chung cư ở đây đông á, dân cư rất là nhiều luôn. Đó, hướng này anh chị xe hơi đi được luôn nha, thông ra Nguyễn Văn Luông. Rồi bây giờ mình sẽ ôm tay trái. Nhà có nhiều hướng vào, thì cuối clip á, là mình sẽ đi một chục đường thẳng ra ngoài đường Hậu Giang. Còn bây giờ mình đi cái hướng này á, thì anh chị sẽ thấy được nhiều tiện ích hơn. Đó, chung cư Starlight nè anh chị. Ở đây anh chị đi chút xíu á, là ra bờ kè Lò Gốm nha. Đó, anh chị nào có xe hơi thì có thể đậu bên ngoài chung cư này cũng được. Rồi mình đi bộ vô nhà mình. Bên phải là có siêu thị tiện lợi nè. Vị trí này thì rất là tốt để anh chị tập thể dục. À, người lớn hay là trẻ nhỏ này nọ, chị có thể xuống chơi tập thể dục này nọ. Rồi cái hướng bên phải này là mình vòng ra bờ kè Lò Gốm được anh chị ha. Đó, vòng ra nhiều chung cư, ở đây mình đứng là nhìn thấy bờ kè Lò Gốm luôn á anh chị. Đó, còn bây giờ anh chị đi tới về nhà mình á thì mình sẽ đi bên tay trái này nè, hướng thẳng á, là ra đường Hậu Giang được nha. Thì cuối clip mình sẽ hướng dẫn cho anh chị xem. Rồi bây giờ anh chị chạy lên chút xíu ha. Ngay vị trí này thì có cái sân để mình chơi banh nè anh chị, chơi bi sắt á. Đó, thì ở đây anh chị quẹo tay phải vào, nó có rất là nhiều hướng để mình quẹo tay phải vào nha anh chị. Đó, trước nhà mình thì hẻm nó sẽ rộng là 2,5 m. Rồi bây giờ mình ôm qua bên tay phải nè. Đó, anh chị cứ đi theo cái hướng dẫn của mình thì cũng dễ thôi, và căn nhà đã tới rồi. Nằm bên tay trái anh chị nha, nằm bên tay trái. Đó, ngay vị trí này. Rồi bây giờ mình sẽ xuống quay chi tiết cho anh chị xem nha. Và cái hướng này anh chị nếu mà mình đi thẳng á, là có thể thông ra bờ kè Lò Gốm được nè anh chị. Đó, hiện trạng ha. Rồi bề rộng hẻm lên tới là 2,5 m. Đó, hai xe máy chạy tránh nhau là vô tư luôn. Cái hướng này là hướng mình chạy vô nè. Căn nhà nằm hướng trước mặt của anh chị, phía trước là không có cống nha, không có cống. Nhà nhỏ gọn, xinh xắn, giá rẻ, mua bán là sổ hồng riêng, ra công chứng sang tên. Đó, một trệt, một lầu với lại sân thượng. Hiện tại thì phía trên mình nó có cái cây á, nó che bóng mát cho mình. Điện nước chính đàng hoàng chị ha. Nhà sổ hồng riêng mà. Địa chỉ nhà của mình nè. Đó, 405 / 61 / 32 Hậu Giang, thuộc phường 11 quận 6. Đó, bên ngoài là cửa nhôm kính. Nhà này là hướng đông nam, bề ngang 2,5 m, chiều dài 5,1 m. Hẻm thì nói chung là cũng thông thoáng, yên tĩnh, an ninh. Rồi bây giờ mời anh chị vào tham quan ha. Khu vực bên dưới tầng trệt, trần nhà làm thạch cao chìm, có lót gạch khoảng tầm là 1,5 m anh chị. Đó. Rồi đồng hồ nước hiện tại là vẫn nằm bên trong nhà nha. Ở đây nó có một cái giò nước để mình rửa, có thể là anh chị kéo ra mình rửa xe máy luôn cũng được. Trước nhà mình đậu được khoảng 2 chiếc xe máy luôn á anh chị. Đó, thông thoáng. Rồi bên trong là cũng có thêm cái CB chống giật riêng nữa. Đó. À, cái này là
công tắc Panasonic. Quang cảnh như bên dưới phòng khách ha, nhà nhỏ gọn thôi, với mức giá bán rẻ thì anh chị sở hữu cái vị trí này rất là gần cầu Hậu Giang luôn, xung quanh là nhiều chung cư trường học. Chút xíu nữa mình sẽ mở cái sổ hồng ra để anh chị nhìn được tổng quan luôn nha. Sau khi mà anh chị đi từ phòng khách vô á thì ở đây nó có khu vực của bếp nè, đó. Quay rất là rõ cho anh chị nhìn ha. Bên dưới á, là có sẵn tủ kệ rồi đó, anh chị có thể đựng đồ được. Bên trên cũng vậy nè, đó. Đây là tủ nhôm đó. Ở đây có dách kiến anh chị, giúp cho mình dễ dàng để mình lau chùi dọn rửa được ha. Có ổ điện luôn nè, và bồn nước nè. Bên dưới cầu thang bên đây cũng có thể để đồ được nữa nha, có sẵn hết rồi. Rồi ok, cầu thang đặt ở cuối nhà, bây giờ mình sẽ đi lên trên ha. Khi mà anh chị đi lên trên á thì ngay chỗ khu vực có cầu thang mình thấy nó có một cái ô cửa sổ thông gió anh chị đó. Thì ở vị trí này á còn rất là thoáng luôn, nó giúp cho lấy cái không khí vô nhà mình á thông thoáng. Rồi thì nhà vệ sinh là nó nằm trên lầu 1 anh chị nha. Đây hướng cầu thang đi lên nè. Rồi lên đây thì anh chị sẽ thấy có một cái căn phòng ngủ và một toilet. Bây giờ mình sẽ quay cái toilet luôn ha. Đó. Toilet thì nó cũng gọn, vừa đủ xài thôi. Ở trên tầng 2 này thì cũng cao ráo, lót gạch từ dưới lên trên nè. Bồn cầu, labo và cửa của toilet là nhôm kính xuyên pha luôn nha. Rồi đi qua bên đây là khu vực phòng ngủ. Phòng ngủ thì nhỏ gọn, phù hợp cho hai vợ chồng mới cưới hoặc là có một bé đó, ra riêng. Thì căn phòng này là có cửa sổ, có cửa chính để mình nhìn ra ban công luôn. Ban công thì cũng nhỏ thôi anh chị đó, cửa nhôm kính nè. Nhưng mà cái lan can thì cao nha, cao lên tới 1m4 luôn, thành ra nó an toàn. Nhìn xuống lại ha, đây bên đối diện nhà mình là cây hoa giấy nè, đây là cây dây leo đó. Quang cảnh xung quanh rất là gần ha, nhìn qua là thấy chung cư Him Lam Chợ Lớn luôn. Thì dĩ nhiên cái phía trước nhà mình cái hẻm 2,5m á thì cũng rất là dễ dàng để mình phát hiểm anh chị nha. Đó, căn phòng ngủ nhỏ bé xinh xinh, mua bán là sổ hồng riêng. Nếu mà anh chị không thích ở chung cư đó, mình thích có cái sự riêng tư á thì mình mua nhà phố giá rẻ như thế này đó. Mình về đây mình ở, mình muốn làm gì cũng được, không có sợ ảnh hưởng tới ai hết ha, không có lo những vấn đề chung đụng như là bên chung cư, không có phí quản lý gì cả. Rồi lên đây là tầng sân thượng, thì ở ngoài này anh chị có thể thiết kế thành một căn phòng cũng được luôn nha. Ở đây là mình thấy nó có sẵn những cái bờ tường xung quanh này nè, bên trên là có đà luôn, thành ra anh chị muốn là mình làm xem bo á chị, mình đóng lại mình có thể thiết kế thành căn phòng ngoài này cũng ok luôn. Còn bên đây á là mình có thể làm khu vực giặt ủi nè đó, mình để máy giặt này nọ được ha. Thậm chí là có thể làm thiết kế thành phòng ngủ cho một người cũng được luôn anh chị đó. Để một tấm nệm có thể nằm được tới hai người luôn đó. Ở đây mình có thấy có ống xả, ống cấp, thành ra anh chị để cái máy giặt ở đây đó, ổ cắm điện nè. Rồi cầu thang đi lên có cửa sổ thông thoáng luôn đó. Nhà tuy là nhỏ nhưng mà có cửa sổ, thành ra là mình sẽ không có sợ bị ngợp ha đó. Như mình nói anh chị nào mình muốn tận dụng tối đa thì có thể là cơi nới thành căn phòng ngủ nè đó. Ở đây làm phòng ngủ là dư xăng luôn. Rồi bước ra bên ngoài, quang cảnh một vòng xung quanh đó. Hiện tại mình đi vào khung giờ buổi trưa đó. Và mình thấy khu này cũng yên tĩnh anh chị ha, cũng yên tĩnh lắm, phù hợp cho người lớn tuổi ở nè. Anh chị có thể nhìn được xung quanh là chung cư nhiều á, là bởi vì cái nhu cầu dân cư ở đây anh chị rất là lớn, thành ra người ta xây chung cư rất là nhiều luôn đó. Và khi mà anh chị đi lên trên đó thì dĩ nhiên là mình phải đi thang máy rồi đó. Dĩ nhiên có những cái sự cố về thang máy, hoặc là mình thang máy bị hư rồi phải chờ đông đúc này nọ đó, đó là những cái bất tiện của chung cư đó. Nếu mà anh chị ở bên nhà phố thế này á, thì nó sẽ không có phí quản lý và mình cũng không có cần phải chờ đợi di chuyển gì hết
đó, không có sợ ai làm phiền ha. Những vấn đề mà chung đụng á, là coi như là không có, mình được cái là mình riêng tư thế này. Đồng thời á, hiện tại cái căn nhà này nó rất là rẻ anh chị, mua bán sổ hồng riêng mà anh chị mua ngay chủ á, thành ra nó chỉ có 1 tỷ 580 triệu thôi. 1 tỷ 580 triệu à, mà sở hữu được một cái vị trí có thể nói khá là trung tâm, nằm gần chợ Minh Phụng, kế bên cầu Hậu Giang luôn à, mà có sổ hồng riêng. Thành ra anh chị nào cảm thấy ưng ý á, thì gọi ngay cho chị Thủy là chính chủ qua số 0905 602033, 0905 602033, là chính chủ luôn, không có trung gian và không có phí hoa hồng gì hết đó, để anh chị tới đây mình tham quan. Còn bây giờ mình sẽ gửi cho anh chị xem cái sổ hồng ha. Địa chỉ của nhà là 405/61/32 đường Hậu Giang, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích đất trên sổ là 13m2 đó. Hiện tại thì cái sổ của mình đó là chưa có công nhận nhà. Hướng của nhà mình là hướng đông nam ha. Hiện tại là hiện trạng là một trệt, một lầu, sân thượng, với diện tích bề ngang là 2m5, chiều dài vô là 5m1, đường trước nhà là 2m5, sau này quy hoạch thành 4m. Phía sau nhà của mình là có dự án mở cái đường chợ lớn 20m luôn anh chị. Mở cái đường chợ lớn, lộ giới của nó là 20m, thì khi mà nó mở á là nó sẽ lấy vào nhà mình khoảng tầm 1m1 đó anh chị. Căn nhà mình lúc đó là ra mặt tiền 20m ha. Thì khi đó anh chị có thể là mình sửa đổi cái công năng của nhà mình lại thành cái giống như là để mình buôn bán kinh doanh á, chứ lúc đó là không có để ở nữa. Đó, mà mình dùng để mình buôn bán kinh doanh, mình cho thuê. Thành ra anh chị nào cảm thấy ưng ý á, thì gọi ngay cho chị Thủy qua số 0905 602033, 0905 602033, là chính chủ luôn, không có trung gian và không có phí hoa hồng gì hết. Và bây giờ từ vị trí căn nhà đang cần bán anh chị, bây giờ mình đi vòng ngược ra lại ha, hướng dẫn cho anh chị thêm một cái con đường thẳng từ Hậu Giang ở hẻm 405 đi vào căn nhà đang cần bán của chị Thủy nha. Rồi đó, anh chị ở đây là mình cứ đi thẳng lên luôn. Nói chung hẻm này thì đi xe máy là vô tư đó. Ngay đây anh chị có thể là ôm tay trái ra, đi ra ngoài này thì hẻm nó là hẻm lớn rồi. Ngay đây có tạp hóa nè, siêu thị với tạp hóa xung quanh nhà mình cũng khá là nhiều đó. Rồi bây giờ mình sẽ ôm tay phải một chục đường thẳng ha, là ra tới mặt tiền đường Hậu Giang, ngay cầu Hậu Giang luôn. Và mình có thể đi về chợ Minh Phụng sát bên, vòng xoay cây gõ kết nối vô 3 tháng 2, đi về quận 10, quận 5 cũng khá là tiện lợi đó. Nó có nhiều hướng vào lắm nha anh chị, đi từ Nguyễn Văn Luôn vô cũng được, hoặc là anh chị đi bờ kè Lò Gốm đi vô cũng được đó. Mình chạy có chút xíu à, thì trước mặt mình là con đường Hậu Giang rồi đó anh chị. Ưu điểm là nhà giá rẻ, chỉ có 1 tỷ rưỡi hơn thôi à, 1 tỷ 580 triệu, mua bán sổ hồng riêng, ra công chứng sang tên. Rồi mình đã ra tới đường Hậu Giang rồi anh chị, bên phải mình là ngay cái cầu Hậu Giang luôn à, cầu Hậu Giang rất là rộng rãi luôn. Hồi xưa thì nó nhỏ thôi, nhưng mà bây giờ á, anh chị thấy hai bên cầu rộng lớn vô cùng. Rồi anh chị chạy cái hướng này là mình có thể là đi về chợ Minh Phụng sát bên luôn. Rồi anh chị đi thẳng á, là có thể đi về chợ lớn ha, chợ Kim Biên, kết nối vô quận 10 rất là dễ dàng. Vị trí thì mình đã hướng dẫn quá chung chi tiết luôn rồi đó, mức giá thì cũng công khai, số điện thoại của chủ nhà là chị Thủy cũng công khai luôn, mình sẽ để bên trên góc phải màn hình là 0905 602033. Anh chị nào cảm thấy ưng ý á, bất động sản này thì gọi cho chính chủ, không có cần qua trung gian gì hết nha. Xin cảm ơn quý anh chị mình đã theo dõi, nhớ nhấn like đăng ký kênh, và mình sẽ tiếp tục gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của Navada Nhà và Đất Chính Chủ. Xin chào. Anh chị là chính chủ có nhà cần bán hoặc cho thuê, hãy truy cập website navada.vn và để lại thông tin,
hoặc gửi đến số Zalo 084 79 000 89 để được hỗ trợ nhanh nhất.